Một hôm, khi Đức Giê-xu giảng dạy, có mấy người Pha-ri-siêu và luật sĩ ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Galilea, Judea và từ Jerusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người, khiến người chữa lành các bệnh tật. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Rõ ràng là ông ta chưa đọc giáo luật của người Do Thái. Giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Ê, tụi mình lại trễ rồi. Đừng có mà phàn nàn nữa. Tôi mới là người mất cả bữa ăn sáng này, bữa ăn trưa, trà sáng và cả giờ nghỉ trưa của tôi nữa. Tôi xin lỗi anh bạn à. Tôi biết là điều này rất là quan trọng với anh. Đúng rồi. Wow, nè anh bạn, tụi mình sẽ leo lên bằng đường nóc nhà nhá. Nếu anh không đồng ý thì hãy giơ tay đi. À ha, này này, gì cơ? Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lan ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây. Cái gì vậy? Nhìn kìa. Tôi bảo thật các ông, đang làm gì vậy? Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Này anh, tội của anh đã được tha. Được tha tội? Hắn ta là ai mà dám nói những lời bán bổ và phạm thượng như vậy chứ? Các anh nghĩ gì vậy? Trong hai điều, một là bảo anh đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Hãy đứng dậy, vác giường của anh mà đi về nhà.